xác suất để thi vào luật quản lý thuế cũ là nó sẽ không có luôn. Mời người tác hộ anh, mọi người vào, mọi người tác hộ cho anh cái video, tác hộ cho anh cái, mọi người vào sau đó, mọi người tác hộ cho anh tiếng, tác hộ cho anh cái video, mấy hôm nay mạng rất là lớn. Mọi người tác hộ cho anh cái video của mọi người và tác hộ cho anh tiếng của mọi người. Việc đầu tiên vào nó, như anh nói hôm nay hôm đầu tiên nó sẽ hơi mất thời gian một chút của anh. Việc đầu tiên mọi người vào nhóm. Việc đầu tiên mọi người vào nhóm, mọi người tắt hộ cái video và tắt hộ micro của mọi người cho anh với. Mấy hôm đầu tiên nó sẽ tương đối là mất thời gian của anh một chút, thì một số người mới nó chưa quen chưa quen dùng Skype, người cũ thì không sao cả, nhưng người mới thì chưa quen dùng. Ở như anh nói với mọi người luôn, chúng ta sẽ đi với nhau, cứ đến đi như vậy đến khi thi thì thôi. Không biết là dừng ở khi nào đâu. Nếu mọi người chưa thi thì mọi người lại tiếp tục học với anh, và còn ai thi rồi thì dừng cuộc chơi đúng không? Cũng vậy thôi. Và không biết điểm kết thúc ở là đâu đâu nha. 2 năm đúng không? Ngọc Trần 2 năm rồi đúng không? Còn kỷ niệm đây đã kỷ niệm 2 năm rồi. Còn chưa biết điểm dừng là khi nào. Nên nói vui mọi người một chút là ở đây nó chỉ có biết điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Nó chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc à. Cái khi chúng ta cứ học như vậy cho đến khi nào mọi người thi được. Thì nói về thi công chức luôn. Yêu cầu thứ nhất là luật là bắt buộc thuộc lòng. Bất cần biết là mọi người dùng cách nào. Nhưng mọi người muốn tự quyết số phận của mọi người. Nhưng nếu mọi người muốn tự quyết số phận của mọi người đâu thì bắt buộc luật là mọi người phải thuộc lòng. Mọi người đừng có nghĩ vài trang luật mà ai cũng thuộc nha. Cái người đúng không? Cái người mà chịu học luật để thuộc lòng thuộc cũng không có nhiều. Cái người như anh nói là cái người mà chịu cày luật đến mà thuộc cũng không có nhiều. Cày thuộc theo anh đã nói đánh giá là thuộc chứ anh không đánh giá là lớp lẫn luôn, thuộc là thuộc. Một số người họ ở đây trên đây đó, trên đây anh biết một số người học thuộc tương đối là kỳ cục. Anh thì không thuộc đâu, nhưng nếu nói về luật để mà thuộc ở đây, cái người thuộc ở đây cũng tương đối là nhiều. Anh chưa cái nhóm kia hôm trước có mấy đứa anh giáo không chép không vừa rồi chiều nay vừa nộp một cơ số đứa phải nộp lại cho anh một chép lại cho anh cơ số đứa đúng không, luật mà không thuộc thì sau này tự động mọi người cứ chép lại cho nộp lại cho anh thôi, nó không có vấn đề gì cả. Không khó khăn đúng không, nhưng mà học tất cả là học trên tinh thần tự giác. Ở đây tất cả học trên tinh thần tự giác tự nguyện nhé. Đương nhiên anh sẽ gửi lại cái file luật quản lý thuế mới và cái file so sánh không? Anh đi từ đâu anh chưa tìm ra. Lâu lâu rồi. Ok nha. Thì hôm nay anh bắt đầu đi với mọi người về thuế giá trị gia tăng đúng không?
Về thuế giá trị gia tăng thì mọi người bị cho anh ba cái tập, anh gửi lại cho mọi người luôn, một cái tập luật, một cái tập thông tư và một cái tập về lưu ý luật thuế giá trị gia tăng cũng thích không, nó sẽ có hai để cho mọi người lấy cái file luật thuế giá. Chúng ta về cơ bản là chúng ta học ở trên luật và mở rộng một ít ở thông tư để làm bài tập. Xác suất để thi vào bài tập cao nhất nó vẫn là thu nhập doanh nghiệp, tiếp đến là giá trị gia tăng, tiếp đến là thu nhập cá nhân, trừ phi đề nó thay đổi cơ cấu đề. Nếu là nó thay đổi cơ cấu hai bài tập thì khác, còn nếu cứ theo cái cơ cấu đề của hiện tại thì nó sẽ là ba câu lý thuyết một câu bài tập. Thì cái xác suất để rơi vào bài tập như anh đánh giá bài tập thu nhập doanh nghiệp nó vẫn là cao nhất, tiếp đến là giá trị gia tăng, tiếp đến là thu nhập cá nhân, hoặc là nó ra một bài tập tổng hợp giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ hay hơn đúng không? Nếu nó ra một bài tập tổng hợp giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ hay hơn. Về luật đúng không? Kiểu gì thì kiểu luật quản lý thuế nó cũng sẽ có một câu lý thuyết, hai câu lý thuyết còn lại chia làm cho ba sắc thuế. Kiểu chi thì kiểu ở luật quản lý thuế nó cũng sẽ có một câu nên là bắt buộc đúng không? Về như anh nói cái yêu cầu thuộc lòng là bắt buộc, nếu mà mọi người muốn đậu. Một thứ nữa, trước khi mọi người nghĩ tới môn thuế đúng không? Thì cái tiếng Anh và kiến thức chung là mọi người phải bước qua, đặc biệt là môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh ở đây sẽ giết chết rất là nhiều người khi mọi người không có một cái gốc. Nếu mọi người có gốc thì tiếng Anh hoàn toàn có thể tự ôn, còn không có gốc thì tìm cái tên Facebook Tâm Hồ hoặc Google mà xin học tiếng Anh luôn. Nếu mọi người có gốc như anh nói, nếu mọi người có gốc hoàn toàn mọi người có thể tự ôn không vấn đề gì cả. Học sinh nhập của anh cũng rất nhiều đứa nó tự ôn tiếng Anh không vấn đề gì cả, vì đấy là cái bọn có gốc. Còn với một số đứa tiếng Anh thì không phải là gốc, gọi là tệ hại, không mới dùng từ tệ hại, thế mọi người học nó còn dễ nha, chứ tiếng Anh nó không dễ một tí nào đâu. Nên anh nói với mọi người luôn là tiếng Anh là mọi người không có được đùa giỡn với môn tiếng Anh, chết sấp mặt luôn đấy. Ở đây anh thích nhất đội miền Nam thi luôn, gần như đội miền Nam mà học với anh ở đây đảm bảo với mọi người chỉ cần qua được môn tiếng Anh, xác suất để mọi người trượt là tương đối thấp. Nếu mọi người qua được môn tiếng Anh đúng không? Thì cái xác suất để mọi người trượt là tương đối thấp. Anh nói miền Nam thôi nha, chứ không nói miền Bắc đâu. Miền Bắc thì còn phải cạnh tranh học máu. Như hôm trước cũng ngồi nói chuyện với mọi người một hôm nữa, thì như anh nói là miền Nam họ không có nặng nề về công chức và gần như là không có học hành để ôn thi à. Anh tìm được học sinh ở trong đó cũng khó. Ví dụ như bây giờ anh muốn tìm học sinh của Vĩnh Long này, Đồng Tháp này, Sóc Trăng các thứ là bây giờ gần như là cũng muốn tìm được đến trên đầu ngón tay. Có thì vẫn có, Vĩnh Long gần như anh chưa đụng bao giờ, anh chưa đụng khu Vĩnh Long bao giờ. Vĩnh Long với Đồng Tháp, An Giang, ở Vĩnh Long với An Giang, Đồng Tháp còn đụng người. Vĩnh Long với An Giang anh chưa bao giờ đụng học sinh. Hai cái gì đấy, Kiên Giang với Cà Mau anh đụng rồi. Kiên Giang với Cà Mau thì anh còn đụng rồi, chứ còn Vĩnh Long với Đồng Tháp, ở Vĩnh Long với An Giang nó chưa có đụng luôn này. Cả Thanh Hóa nó còn đụng. Dạ đâu nó không,
Rồi. Thực ra là Hà Nội nếu nói về cạnh thực ra nếu nói về cạnh tranh đâu Hà Nội nó không có nặng. Thực ra Hà Nội là nếu mà nói về tình hình cạnh tranh Hà Nội không có đáng lo. Thực ra Hà Nội nó lấy đông, chỉ tiêu nó đông, Hà Nội nó vẫn đỡ hơn rất là nhiều. Anh không có riêng riêng thi công chức không đánh giá cao Hà Nội đâu, Hà Nội anh cũng không đánh giá đâu. Tuy đông người thi nhưng mà cạnh tranh nó lại chỉ tiêu nó nhiều thôi. Và thực ra là nếu mà nói về học hành thì chung quy lại là anh vẫn đánh giá là Thanh Nghệ Tĩnh là cạnh tranh khốc liệt hơn thôi. Nó vui thôi, nó cạnh tranh không do mọi người cày như thế nào, thi đậu hay không cũng do mọi người cày như thế nào. Đợi đấy mình lo mấy cái cạnh tranh trước kia đấy, mình nói mọi người một chút để cho chúng ta lấy cái tinh thần môn thi đúng không. Và như anh nói nó sẽ đi rất là dài mỗi tuần đúng không, mọi người chỉ gặp anh có 2 ngày thôi, nên mọi người bố trí cái công việc cá nhân làm sao cho nó phù hợp. Để cái tầm 10 giờ đúng không, 10 giờ kém 15 mọi người vào là ok à. Thì hôm nay anh bắt đầu đi lại với mọi người, bắt đầu đi từ đầu đúng không, về thuế giá trị gia tăng. Trước khi mà vào học luật thuế giá trị gia tăng, anh giới thiệu qua một chút về cái sơ lược cái lịch sử của thuế giá trị gia tăng. Trước khi có luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam họ gọi là thuế doanh thu, nhớ nha. Tới mùng 10 tháng 5 năm 97 lần đầu tiên Quốc hội thông qua luật thuế giá trị gia tăng và nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 1999. Anh nói như vậy mấy người mới có nghe kịp không? Tốc độ nói như vậy mọi người có nghe được không? Anh nói như vậy mọi người có nghe kịp không? Ở đây nếu mọi người không nghe kịp mọi người bảo anh nói chậm lại nhé. Mấy người cũ thì không có vấn đề gì cả đâu. Trước khi có luật thuế giá trị gia tăng thì Việt Nam nó gọi là thuế doanh thu. Mùng 10 tháng 5 năm 97 lần đầu tiên Quốc hội thông qua luật thuế giá trị gia tăng và nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 1999. Luật thuế giá trị gia tăng trải qua rất nhiều đời thông tư hướng dẫn đúng không? Thông tư đầu tiên năm 99 thì anh không để ý. Anh bắt đầu tiếp xúc về thuế giá trị gia tăng là từ thông tư 120/2003. Sau đấy tới thông tư 32/2007, thông tư 129/2008, thông tư 06/2012 là thông tư 219/2013. Về cơ bản thì căn cứ pháp lý hiện nay vẫn dựa theo thông tư 219/2013. Tuy nhiên thông tư 219 nó là bị sửa đổi bổ sung rất nhiều bởi các thông tư khác như thông tư 26/2015 này, 151/2014 này, 119/2014 này. Nhiều lắm, bây giờ những thông tư còn nó sửa đổi 219 nhiều lắm. Về cơ bản đó, thì anh vẫn nói là cái căn cứ pháp lý nó vẫn ra theo thông tư 219. Ở đây mọi người cần phải biết hệ thống văn bản pháp luật để sau này mọi người có làm thực tế đâu, mọi người cũng phải biết là thời gian nào thì áp dụng hiệu lực của văn bản đó. Ngại thì cứ làm một cái văn bản hợp nhất nhé, anh đưa cho mọi người. Nó ngại tìm thì cứ làm cái văn bản hợp nhất anh đưa cho mọi người. Đấy là một chút cái sơ lược về những cái văn bản pháp luật mà mọi người cần biết của thuế giá trị gia tăng. Hôm nay anh đi với mọi người về cái đầu tiên, về cái phạm vi điều chỉnh của luật thuế giá trị gia tăng luôn. Luật thuế giá trị gia tăng quy định về cái đầu tiên là về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế. Đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế. Có đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế thì ai sẽ là người nộp thuế?
Như vậy phạm vi điều chỉnh tiếp theo là người nộp thuế. Người nộp thuế muốn nộp thuế thì dựa theo căn cứ nào và phương pháp tính thuế ra làm sao? Thì cái phạm vi điều chỉnh tiếp theo là căn cứ và phương pháp tính thuế. Cuối cùng của nó là thuế giá trị gia tăng đầu vào xử lý như thế nào, thì nó liên quan đến khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Cái phạm vi điều chỉnh này nó sẽ cho chúng ta nhìn cái nội dung của cái văn bản mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu. Gần như tất cả những người, kể cả cán bộ thuế hay là những người làm kế toán mòn gót đâu, cái phạm vi điều chỉnh hay là cái đối tượng áp dụng rất ít người để ý. Nhưng chính cái này nó cho mọi người một cái nhìn rất là tổng quát về cái văn bản pháp luật mọi người sẽ phải nghiên cứu. Nhớ nha, thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Tiếp theo mọi người nhìn qua một chút về cái khái niệm thuế giá trị gia tăng không? Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Cái khái niệm thì tự đọc thuộc lòng mình. Anh đi với mọi người một chút về cái đối tượng chịu thuế và cái người nộp thuế không? Đối tượng chịu thuế, mọi người lưu ý cho anh em. Hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng không chịu thuế theo quy định của luật. Hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế. Nó muốn là đối tượng chịu thuế thì nó sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, nghĩa là ở đây nó có tính đến yếu tố vùng lãnh thổ. Muốn là đối tượng chịu thuế, cái đầu tiên nó phải được tiêu dùng ở bên trong Việt Nam. Bên trong Việt Nam ở đây có thể hiểu là bên trong về mặt địa lý và về mặt kinh tế luôn. Mọi người nhớ nhé, cái đầu tiên đúng không, để nó là đối tượng chịu thuế đúng không, thì nó phải được tiêu dùng ở Việt Nam. Cái chữ ở Việt Nam nó rất là quan trọng đúng không? Ở Việt Nam ở đây mọi người có thể hiểu là ở Việt Nam về mặt địa lý và về mặt kinh tế. Tất cả những cái mà tiêu dùng bên ngoài Việt Nam nó sẽ là, nó không là đối tượng chịu thuế. Nó có thể là 0%, nó có thể là không chịu thuế luôn. Thì mọi người nhớ nhá, đối với thuế giá trị gia tăng nó sẽ gắn với yếu tố vùng lãnh thổ luôn, nghĩa là nó phải tiêu dùng ở bên trong Việt Nam. Sau này mọi người sẽ gặp cái câu lý thuyết đúng không? Tại sao lại phải quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu là 0%? Tại sao lại quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu là 0%? Hay là tại sao lại phải đánh thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu? Thì hai cái câu lý thuyết đấy nó đều liên quan đến cái đoạn này. Thì mọi người nhớ cho anh một chút, thuế giá trị gia tăng nó là sắc thuế tiêu dùng. Sắc thuế tiêu dùng, nguyên tắc đánh thuế tiêu dùng là đánh thuế theo điểm đến. Nơi nào có quyền tiêu dùng hàng hóa, nơi đó sẽ có quyền đánh thuế. Đối với hàng xuất khẩu, nó được tiêu dùng ở bên ngoài Việt Nam nên Việt Nam không có quyền đánh thuế. Đúng ra thì phải đưa cái hàng xuất khẩu về đối tượng không chịu thuế luôn. Nhưng giữa hàng xuất khẩu và cái nhóm đối tượng không chịu thuế nó khác nhau ở cái phần đầu vào. Một bên thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, còn một bên thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Bởi vậy, muốn triệt tiêu thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu luôn, thì họ phải đưa về nhóm thuế suất 0%. Nhớ nha, tiêu dùng ở bên ngoài Việt Nam đúng không? Hoặc là những cái thằng mà bán cho khu chế xuất hay doanh nghiệp chế xuất hay khu phi thuế quan đúng không? Những cái đấy về mặt địa lý, cái khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hay khu phi thuế quan đấy, về mặt địa lý thì nó nằm bên trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng về mặt kinh tế đúng không, thì nó nằm bên ngoài Việt Nam. Thì khi bán hàng cho những cái nhóm đối tượng đấy, nó
cũng là 0%, nó không được đưa về nhóm thợ chịu thuế được. Muốn chịu thuế thì phải là tiêu dùng ở Việt Nam. Thì cái đầu tiên mọi người lưu ý cho anh nhé, đối tượng chịu thuế nó hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế, trừ cái đối tượng không chịu thuế theo quy định của luật. Liên quan ở đây thì nó như anh nói, nó có hai cái mà sau này mọi người có thể đụng luôn. Tại sao lại quy định thuế xuất hàng, thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu là 0%, tại sao lại đánh thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu? Thì cả hai cái này sau này mọi người cứ nhớ cho anh không, tất cả của nó đều dựa theo cái nguyên tắc đánh thuế giá trị gia tăng là đánh thuế theo định đến. Nhớ nha, cứ nhớ nguyên tắc đánh thuế giá trị gia tăng là định đến, sau đấy mọi người nói rời đến đất gì cũng được đúng không? Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế tiêu dùng đâu, nguyên tắc đánh thuế tiêu dùng là đánh thuế theo định đến. Đối với thằng xuất khẩu là như thế nào, đối với thằng nhập khẩu như thế nào? Và một trong cái file lưu ý luật thuế giá trị gia tăng những thứ thích đâu, anh viết rất là rõ cái đoạn này, mọi người có thể tham khảo ở trong đấy. Tiếp theo của mọi người là người nộp thuế giá trị gia tăng đâu, thì liên quan đến cái có hai nhóm mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng đâu, một là cái hàng sản xuất kinh doanh trong nước và thứ hai là cái hàng nhập khẩu đâu, hàng nhập khẩu nó cũng được tiêu dùng trong nước nên nó cũng là đối tượng chịu thuế đâu. Hoặc là cái nhóm hàng sản xuất kinh doanh trong nước thì liên quan đến hai nhóm hàng này thì nó sẽ phân làm hai nhóm đối tượng nộp thuế đâu. Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế, tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa. Đối với cái hàng tiêu dùng ở Việt Nam đâu thì nó chia làm có hai nơi có thể đâu, một là hàng sản xuất trong nước, hai là hàng nhập khẩu, thì nó cũng phân ra là hai nhóm đối tượng nộp thuế. Từ điều 1 đến điều 4 này nó chỉ là một chút lý thuyết thôi, không có liên quan gì tới bài tập của mọi người đâu, nó chỉ là một chút lý thuyết mà bắt buộc mọi người cần biết. Hôm nay anh bắt đầu đi với mọi người về cái điều 5 đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Và từ đây là bắt đầu đi vào bài tập của mọi người. Khi mọi người phân tích bất cứ một nghiệp vụ, bài tập thuế giá trị gia tăng nào thì trong đầu lúc nào cũng cần phải trả lời cái đối tượng trong nghiệp vụ nó là chịu thuế hay không chịu thuế, rồi mới được đi làm những ý tiếp theo. Ví dụ như nó nói là bán sản phẩm A với giá chưa thuế giá trị gia tăng là 100.000 đồng chẳng hạn trên sản phẩm, thì cái đầu tiên là mọi người cần phải nghĩ tới là cái sản phẩm A đấy nó là đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế, rồi mọi người mới đi làm các bước tiếp theo. Nhớ nha, khi phân tích bất cứ một nghiệp vụ nào trong một cái nghiệp vụ của thuế giá trị gia tăng thì cái đầu tiên trong đầu mà mọi người phải trả lời cái đối tượng trong nghiệp vụ nó là chịu thuế hay không chịu thuế, rồi mọi người mới được quyền đi làm các bước tiếp theo. Không bao giờ được làm theo quán tính nha, cứ thấy số là tính. Anh quán triệt cái chuyện này nha. Không bao giờ mọi người được dựa theo cái câu nói ví dụ như là bán sản phẩm A theo giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, mọi người dùng cái câu giá bán chưa thuế giá trị gia tăng để mọi người định nghĩa thuế suất của sản phẩm A. Ví dụ như mọi người nói nó là vì nó là giá chưa có thuế nên sản phẩm A nó là đối tượng chịu thuế, không được nói như vậy nha. Sản phẩm A theo luật nó là chịu thuế hay không chịu thuế thì mọi người phải căn cứ theo luật, chứ mọi người không được căn cứ theo cái câu trong bài trong đề bài để mọi người định nghĩa thuế suất. Alo, anh nói như vậy mọi người có nghe kịp không? Ở đây mấy người mới nha, nếu mọi người không nghe kịp mọi người bảo anh nha, vì như anh nói đúng không, ở đây nó còn liên quan đến yếu tố giọng thanh hóa này cơ, biết đúng không?
Chờ anh 3 phút nha, anh đi khám chè uống đi, hết cả chè. Chờ anh 3 phút. Cái gì đó riêng phải phá chả mới luôn. Anh quay lại với một chút với mọi người đúng không? Bắt đầu đi với mọi người về cái đối tượng không chịu thuế thôi. Khi mọi người phân tích một nghiệp vụ bài tập của thuế giá trị gia tăng, cái đầu tiên mọi người phải trả lời đối tượng trong nghiệp vụ là chịu thuế hay không chịu thuế, rồi mọi người mới được quyền đi làm các bước tiếp theo. Nhớ nha, không bao giờ được làm theo quán tính và cứ thế số là đi tính thuế. Một trong những cái mà người tự ôn đúng, đấy là mọi người không kiểm soát được số liệu. Nghĩa là mọi người cứ làm theo quán tính của mọi người. Thì như anh nói đâu, khi mọi người đọc một nghiệp vụ, ví dụ như anh nói là bán sản phẩm A theo giá chưa thuế giá trị gia tăng là 100.000 đồng. Thì cái đầu tiên là mọi người phải trả lời cái sản phẩm A là chịu thuế hay không chịu thuế. Chứ không cần nhìn những cái con số khác nha. Cái đầu tiên trong đầu phải nghĩ tới sản phẩm A là chịu thuế hay không chịu thuế. Nếu nó là chịu thuế thì ta đi làm những cái bước tiếp theo đâu. Để trả lời được một nhóm đối tượng là chịu thuế hay không chịu thuế đâu, thì 25 nhóm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng trong luật là thuộc lòng. Anh bắt đầu đi với mọi người vào cái nhóm sản phẩm đầu tiên và cũng là nhóm sản phẩm khó nhất đối với người học thuế giá trị gia tăng. Đấy là nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường. Nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường. Nhóm sản phẩm này nó là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nào thì luật
Sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức cá nhân tự sản xuất, đánh bắt, bán ra và nhập khẩu. Thì mọi người nhớ nhá, nhóm sản phẩm này nó chỉ là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở cái khâu tự sản xuất, đánh bắt, bán ra hoặc là khâu nhập khẩu. Chỉ có hai khâu thôi nhá, nó mới là không chịu thuế thôi nhá. Tự làm ra bán ra đúng không? Hoặc là tự đánh bắt bán ra. Thứ hai là khâu nhập khẩu. Công ty anh là công ty trồng dứa, thu hoạch dứa và bán dứa ra thị trường. Thì vì dứa là công ty anh tự trồng và bán ra thị trường nên dứa là đối tượng không chịu thuế. Công ty anh nuôi tôm hùm, thu hoạch tôm hùm và bán ra tôm hùm ra thị trường. Thì do tôm hùm là công ty anh tự nuôi, thu hoạch và bán ra thị trường nên nó là đối tượng không chịu thuế. Công ty anh trồng thanh long, mọi người có nghe được không? Alo, mọi người có nghe được không? Đây, với tỉnh ra thì gần đúng không? Tỉnh ra thì nó nghe nhanh lắm. Bình Sơn với tỉnh ra, anh có hai đầu đúng không? Đầu Bình Sơn và đầu tỉnh ra và đầu thành phố. Chia vào rồi. Đó là phết. Nhớ nha, cái đầu tiên đúng không, cái nhóm sản phẩm trồng trọt liên quan đến tự làm ra bán ra, chung quy là tự làm ra bán ra, nó sẽ là không chịu thuế. Cái thứ hai là ở khâu nhập khẩu, anh ví dụ như là công ty anh nhập khẩu bò từ Nhật Bản về đúng không, nhập khẩu bò từ Nhật Bản về hay là nhập khẩu nhôm từ Mỹ về, thì những cái sản phẩm nông nghiệp này do công ty anh nhập khẩu về nên ở cái khâu nhập khẩu nó sẽ là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trước năm 2006, trước năm 2006 luôn, thì cái nhóm sản phẩm này nó chỉ là đối tượng không chịu thuế ở cái khâu tự làm ra bán ra thôi, chứ ở khâu nhập khẩu thì nó vẫn là thuế suất 5% đấy. Trước năm 2006, cái nhóm sản phẩm này ở cái khâu nhập khẩu nó vẫn là đối tượng 5%. Cái mốc 2006 là cái mốc Việt Nam tham gia WTO. Và vì ở trong nước mình đã không đánh thuế đâu, nên đối với những cái sản phẩm của bọn nước ngoài mình cũng không thể đánh thuế để đảm bảo cái công bằng giữa Việt Nam và nước ngoài. Nên sau này đâu, ở cái khâu nhập khẩu nó mới là đối tượng không chịu thuế. Chứ nếu ở đây ai quay về cái lịch sử của thuế giá trị gia tăng ấy, tham khảo cái thông tư 120/2003. Mọi người quay lại cái thông tư 120/2003 đúng không? Ở đây nếu ai mà mọi người hứng thú một chút, mọi người quay về cái lịch sử của thuế, mọi người nhìn này, thì mọi người sẽ thấy đối tượng không chịu thuế khi mà nó nói về cái nhóm sản phẩm trồng trọt này, nó chỉ là ở cái khâu tự làm ra bán ra mới là không chịu thuế thôi, chứ còn ở cái khâu nhập khẩu thì nhóm sản phẩm này là 5%. Từ năm 2006 luôn, khi mà Việt Nam tham gia WTO, thì để đảm bảo sự công bằng giữa hàng trong nước và hàng nước của bọn nước ngoài thì nó đưa về không chịu thuế hết. Trong nước ông đã không đánh thuế thì đối với hàng của bọn tôi nước ngoài đấy cũng không được đánh thuế, có vậy thôi. Nhập khẩu đúng không? Ví dụ như mọi người nhập khẩu nho từ Mỹ về, nhập khẩu bò từ Úc về, thì tại cái khâu nhập khẩu đấy, những cái nho Mỹ đấy, cái bò từ Úc đấy, bò từ Nhật Bản chẳng hạn, nó đều là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Ở đây cái nhóm đầu tiên đúng không, là nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường, nhớ nha. Nhóm sản phẩm này nó là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở hai khâu. Thứ nhất
là tự sản xuất, đánh bắt, bán ra. Thứ hai là khâu nhập khẩu. Ok, hai cái khâu này cho anh chưa? Nhập khẩu về bán ra thì nó không còn là ở hai cái khâu này nữa em nha, cà chua nha. Nó chỉ là đối tượng không chịu thuế ở hai khâu thôi đúng không? Thứ nhất là tự làm ra bán ra, và thứ hai là khâu nhập khẩu. Ok cho em, cà chua ấy. Em để hiểu thế nào là tự làm ra bán ra và nhập khẩu chưa? Ở đây anh nói lại luôn, nó chỉ là không chịu thuế khi mà nó trực tiếp làm ra bán ra đúng không? Và thứ hai là khâu nhập khẩu. Tiếp theo đó, ở cái khâu kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại ở đây nó không đồng nghĩa với một sự bán ra, mà kinh doanh thương mại ở đây là quá trình mua đi rồi bán lại luôn. Ví dụ như anh nhập khẩu về, sau đấy anh bán ra, thì cái sản phẩm anh bán ra là sản phẩm ở khâu kinh doanh thương mại. Hoặc là anh mua từ doanh nghiệp khác, sau anh bán ra thị trường, anh mua giữa từ trong dân, anh bán ra thị trường luôn. Thì ở cái khâu anh bán ra cái sản phẩm của anh là sản phẩm mua đi rồi bán lại, nó là khâu kinh doanh thương mại. Chưa hết đã hiểu cái chữ kinh doanh thương mại chưa? Alo, mọi người đã hiểu cái chữ kinh doanh thương mại chưa? Nhớ nha, kinh doanh thương mại ở đây nó là cái quá trình mua rồi bán, chứ không phải kinh doanh thương mại là một chữ bán ra đâu. Tự sản xuất cũng phải bán ra mà. Khi mọi người gặp cái nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại thì cái dữ kiện đầu tiên mà mọi người cần phải quan tâm đấy là cái phương pháp kê khai của cơ sở kinh doanh thương mại là gì. Nhớ nha, cái dữ kiện đầu tiên mà mọi người cần phải quan tâm đấy là cái phương pháp kê khai của cơ sở kinh doanh thương mại là gì. Nếu họ kê khai theo phương pháp trực tiếp thì khi bán nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại, họ sẽ phải nộp thuế 1% trên doanh thu. Anh ví dụ công ty anh kê khai theo phương pháp trực tiếp luôn, nhập khẩu nho từ Mỹ về, sau đấy bán nho ra thị trường, thì cái nho này là do công ty anh mua rồi bán nên nó là khâu kinh doanh thương mại. Thì ở cái khâu công ty anh bán ra thị trường, anh phải nộp thuế 1% trên doanh thu. Bán được 100 triệu thì kê khai nộp thuế 1 triệu. Nhớ nha, hoặc là công ty anh kê khai theo phương pháp trực tiếp đâu, thu mua dứa từ các nông trường, từ trong dân, từ các trong dân đúng không? Sau đấy công ty anh bán dứa ra thị trường thì công ty anh sẽ phải nộp thuế 1% trên doanh thu. Cơ sở kinh doanh kê khai theo phương pháp trực tiếp mọi người ok cho anh chưa? Alo, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp mọi người ok cho anh chưa? Nó dễ luôn đúng không? Học sinh ưu tú đúng không? Người ta cần 50 điểm để qua thì mình được 48,75. Học sinh quá ưu tú luôn. Người ta cần 50 điểm để qua đâu thì nó được 48,75. Quá kinh khủng.
học sinh ưu tú mà, học sinh gọi là học sinh ưu tú vậy. Làm gì đã được cầm đề thuế đâu đúng không? Cày thuế làm cái gì đâu. Điểm cao để mà làm gì khi mà trắc nghiệm không qua được, khi mà điều kiện không qua được đúng không? Tiếp theo của mọi người là nếu cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ đúng không? Cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ. Nhắc 3 điểm đi hẳn. Nếu cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ đúng không? Thì khi bán cái nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại, mọi người cần phải quan tâm cái đầu tiên là nó bán cho nhóm nào. Nếu họ bán cho doanh nghiệp, bán cho hợp tác xã khác thì nhóm sản phẩm này là không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Nhớ nha, nếu cơ sở kinh doanh thương mại mà kê khai theo phương pháp khấu trừ. Thì nhóm sản phẩm này là không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Mọi người nhớ nhé, nếu cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ thì khi họ bán cái nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại cho một doanh nghiệp, cho một hợp tác xã khác thì nhóm sản phẩm này là không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng, mọi người nhớ cho cái đúng cụm từ anh đọc nha. Nó là không kê khai chứ không phải là không chịu thuế hay giá tính thuế bằng không nha. Anh nói lại nha. Nếu cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ. Khi họ bán cái nhóm sản phẩm này cho một doanh nghiệp, một hợp tác xã khác thì nhóm sản phẩm này là đối tượng không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Còn nếu nó bán cho cái nhóm không phải là doanh nghiệp, là hợp tác xã khác như bán cho hộ kinh doanh cá thể, bán cho người tiêu dùng, rồi bán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thì nhóm sản phẩm này sẽ chịu thuế suất 5%. Mọi người nghe được không? Alo, mọi người có nghe được không? Nếu cơ sở kinh doanh thương mại kê khai theo phương pháp khấu trừ đúng không? Kê khai theo phương pháp khấu trừ. Thì cái đầu tiên mọi người cần xét là họ bán cho ai? Nếu nghe được không Khánh? Mạng nó dập dập chờn đấy. Anh nói lại đúng không? Khi mọi người
ở cái khâu kinh doanh thương mại đúng không? Nếu nhóm sản phẩm này, nếu cơ sở kinh doanh mà kê khai theo phương pháp khấu trừ, thì cái đầu tiên là mọi người cần xét nó bán cho ai? Bán cho doanh nghiệp, bán cho hợp tác xã khác, thì nhóm sản phẩm này là không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Còn nếu bán cho cái nhóm không phải là doanh nghiệp, là hợp tác xã, như bán cho hộ kinh doanh cá thể, bán cho người tiêu dùng, bán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, thì nhóm sản phẩm này sẽ chịu thuế suất 5%. Tại sao nó lại phân ra cái nhóm không kê khai? Tại sao lại là 5%? Trước thông tư 06/2015, trước thông tư 06/2015, trước ngày 1 tháng 3/2012, thì ở khâu kinh doanh thương mại, cứ ở khâu kinh doanh thương mại bán cho ai cũng vậy, là đều là 5% hết. Trước ngày 1 tháng 3/2012 là thông tư 06/2012, thì bán cho nhóm đối tượng nào nó cũng là 5%. Doanh nghiệp khấu trừ bán cho nhóm doanh nghiệp hợp tác xã khác, cái nhóm sản phẩm này cũng chịu thuế suất 5%, mà bán cho người tiêu dùng cũng là 5%. Sau này trong thực tế quản lý của ngành thuế, nó nảy sinh những bất cập. Đó là cái trong cái thực tế quản lý của ngành thuế đúng không? Trong thực tế quản lý của ngành thuế nảy sinh những cái bất cập mà ngành thuế không quản được thì cấm. Bởi vậy sau này những người làm chính sách họ mới chia nhóm này thành nhóm không kê khai và nhóm 5%. Chứ trước mùng 1 tháng 3/2012 thì cứ ở khâu kinh doanh thương mại đều là 5% rất tốt. Doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp cũng 5%, mà bán cho hộ cũng 5%. Trước đây ở miền Nam đâu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, họ mới nghĩ ra cái cách hoàn thuế. Cái quá trình đầu tiên là họ thu mua nông sản, sau đấy họ xuất khẩu, thu mua lúa gạo. Sau đó là xuất khẩu. Đấy là cái quá trình. Doanh nghiệp của họ không đấy là cái quá trình đầu. Ban đầu nó chỉ là quá trình như vậy, nhưng người Việt Nam họ rất thông minh, lại không làm như vậy. Bây giờ họ vừa muốn làm được
cái mục tiêu xuất khẩu mà họ vừa muốn có cái đầu vào đấy. Anh ơi, mạng giật lắm ạ. Trên thực tế thì họ tạo ra cái phòng lớn vẫn rất là nhiều như anh A1 đến A10 nữa. Cái đầu tiên alo, mọi người nghe được chưa? Nghe được không Khánh? Alo, mọi người nghe được không? Thật sự là chẳng lẽ tôi đọc cho cái mạng này một phát rồi. Anh quay lại trong thực tế quản lý không, như anh nói tình ban khởi thủy của một doanh nghiệp miền Nam là họ mua lúa gạo rồi họ xuất khẩu thì ở đây bởi vì khi họ thu mua lúa gạo trong dân thì một số doanh nghiệp miền Nam họ không làm như vậy. Mạng này sao vậy đâu?
không? Alo, mọi người có nghe được không? Alo, mọi người có nghe được không? Mưa, nó đang mưa nó. Alo, mọi người có nghe được không? Alo. Đập. Máy đau đầu một chút thôi. Máy tôi này nó bị máy tôi này như vậy, bên đại lý thuế của anh cũng vậy. Hôm nay nó còn loát được, hôm qua nó không loát được nó hình ảnh như anh. Rốt cuộc là nó bị sao ta? Khánh có biết được Khánh? Ý là nó bị là sao mà lại cứ một lúc nó lại mất tín hiệu là sao ta? Anh dùng wifi. Anh cắm dây mạng nhưng mà sao anh không nhận mạng ấy, anh có mai anh phải cũng có thể cái lồng cắm bụi, cái dây bụi lắm. Không thấy nó nhận, không nhận tín hiệu đèn gì cả. Mac Pro không có đâu, tiền đâu. Lướt. Thì sư này chứ. Cắm dây có được thương, mọi người có anh cắm dây có được không, anh chờ cho anh một chút. Bình thường nếu mà cả anh chuyển sang dây có được không em? Xin lỗi mọi người nhé, mạng của anh lần này nó hơi kém một chút, mấy hôm nay là do đường truyền mạng nó hơi bị lag một chút rồi. Xin lỗi mọi người nhé. Quên cha thì mạng tiền cũng một thiếu cho bọn đấy. Ok, anh quay lại với mọi người một chút, xin lỗi mọi người nhé. Mạng nó hơi bị củ chuối một chút. Anh quay lại với mọi người một chút ở cái đoạn tại sao nó lại sinh ra nhóm không kê khai và tại sao nó lại chia làm nhóm thuế suất 5%. Mạng của anh nó hơi bị lỗi một chút, xin lỗi mọi người nhé. Tại sao nó lại sinh ra nhóm không kê khai, tại sao nó lại sinh ra cái nhóm 5% đâu? Như anh nói trước đây, bất cần biết bán cho ai, bán cho nhóm nào thì nó cũng là 5% tốt. Trước đây nó đều là 5%, mọi người nhớ nhá. Trước đây bán cho ai nó cũng là 5% hết. Bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã cũng là 5%, bán cho người tiêu dùng cũng là 5%. Nhưng trong thực tế quản lý của ngành thuế, nó từ cái điều này nó lại sinh ra những bất cập mà ngành thuế theo anh không quản lý được thì bắt đầu sinh ra cấm đoán. Cấm đoán thì chuẩn hơn, dùng từ cấm đoán là dùng từ láo. Cái nguyên nhân sâu xa của cái chuyện chia nhóm như thế này đúng không, đấy là cái chuyện quản lý hoàn thuế của người miền Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long trước đây đúng không?
Đối với những cái doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo của miền Nam thì họ làm hoàn thuế rất là kinh khủng. Cái quá trình nguyên thủy của họ ban đầu chỉ là mua lúa gạo rồi xuất khẩu. Họ thu mua lúa gạo sau đấy họ xuất khẩu luôn. Nếu đơn thuần nó chỉ là cái quá trình thu mua lúa gạo rồi xuất khẩu thì không hề có câu chuyện hoàn thuế ở đây. Bởi vì họ thu mua lúa gạo thì lúa gạo người dân bán cho họ là đối tượng không chịu thuế thì họ không có hóa đơn đầu vào luôn. Họ bán xuất khẩu thì đầu ra là 0%. Như vậy là đầu vào là không chịu thuế, đầu ra là 0% thì không hề có hoàn thuế ở đây. Nhưng một số giám đốc miền Nam thay vì cái quá trình thu mua rồi xuất khẩu như vậy, họ mới nghĩ ra một con đường khác. Bây giờ họ mới tạo thành lập một chuỗi doanh nghiệp như 10 doanh nghiệp A1 đến A10 chẳng hạn không? Đầu tiên là A1 mua lúa của nông dân đúng không? Sau đấy A1 bán cho A2. Lúa người nông dân bán cho A1 là đối tượng không chịu thuế, như vậy A1 nó sẽ không có đầu vào, và khi nó bán cho A2 thì A1 sẽ phải nộp thuế 5%. Bây giờ ta khoanh vùng A1 ở đây để in A1 ta không đụng nữa. Bây giờ xét từ thằng A2 trở đi đúng không? A2 thu mua lúa của A1, sau đấy A2 bán cho A3. Như vậy là A2 mua của A1 có đầu vào từ A1 và bán cho A3 đúng không? Thì A2 vừa có đầu ra vừa có đầu vào, họ sẽ chấp hành thuế rất là tốt. Ở đây không phải là chuyện buôn bán hóa đơn nha, mà là buôn bán hàng hóa thật, mọi người phân biệt cho anh nha. Trường hợp này không phải là trường hợp buôn bán hóa đơn nha, mà là trường hợp họ vẫn tạo ra cái quá trình mua và mua bán thật, nghĩa là vẫn có giao hàng hóa, vẫn có đầy đủ các quá trình hóa đơn, ngân hàng các thứ, tất cả mua vào thanh toán họ rất là đầy đủ, họ làm rất đầy đủ quy trình nha, chứ không phải là cái chuyện mua bán miệng rồi xuất hóa đơn nha. A2 nó mua của A1 đầy đủ hợp đồng, đầy đủ hàng hóa, tất cả các thứ đầy đủ hết, như một cuộc mua bán bình thường, và A2 bán cho A3 cũng vậy, nó là một quá trình mua bán bình thường, chứ không phải là A2 chỉ mua hóa đơn của A1 thì A2 lại xuất hóa đơn bán cho A3 nha. Thì như vậy đúng không? Thằng A2 hồ sơ của họ rất là sạch sẽ, họ có mua lúa gạo, họ họ có thu mua đâu, sau đấy họ bán. A2 chấp hành nghĩa vụ thuế rất là tốt. Nó mua 10 nó bán 11 đúng không? Thì họ chỉ nộp thuế trên cái phần chênh lệch một. Nộp thuế rất là ít và họ bán. Tương tự như vậy A3 mua của A2 rồi bán cho A4 thì A3 nó cũng có đầu ra có đầu vào. Họ chấp hành thuế rất là tốt. Nó cứ luân chuyển như vậy cho đến thằng A9. A9 thu mua của A8 rồi bán cho A10. Thì A9 cũng như những thằng phía trên đâu, nghĩa là nó có cả đầu ra có đầu vào thì họ chấp hành thuê rất là tốt, không có vấn đề gì. Từ A2 đến A9 là rất là sạch sẽ, ở đây không hề có một vấn đề gì hết. Và anh vẫn nói đây là cái quá trình mua bán thật tế, thực tế nha, chứ không phải là quá trình mua bán hóa đơn nha, chứ nếu là mua bán hóa đơn thì vô tù lâu rồi. Bây giờ A9 bán cho A10 đúng không? Và A10 đi xuất nhi A1 xuất khẩu với A10 xuất khẩu thì khác nhau một trời một vực đâu. Vì bây giờ A10 đi xuất khẩu thì A10 đã có đầu vào từ A9. A1 xuất khẩu thì không có đâu, không có đầu vào đâu. A1 nó đi xuất khẩu thì không có đầu vào. Nhưng đứng ở A10 xuất khẩu thì A10 đã có đầu vào. Từ A9. A10 xuất khẩu hoàn thành mục tiêu xuất khẩu đúng không? Đầu vào bây giờ là có đủ điều kiện là phải khấu trừ cho à, phải và như vậy là nó hoàn thuế một cách nếu nhưng ở A10 xuất khẩu đúng không thì họ hoàn thuế ở đây A1 giờ. Alo, mọi người nghe được không? Alo, mọi người nghe được không?
Alo, mọi người nghe được không? Alo, mọi người nghe được chưa? Như anh nói đúng không? A1 xuất khẩu nó khác hoàn toàn, A10 xuất khẩu nó khác hoàn toàn A1 đúng không? A10 xuất khẩu là họ có đầu vào từ A9. Nhưng A1, nếu để A1 xuất khẩu thì họ không bao giờ có đầu vào. Bởi vì nếu họ thu mua lúa của dân thì cái lúa là đối tượng không chịu thuế đâu, nó không có hóa đơn đầu vào. Nhưng ở A10 xuất khẩu thì A10 có đầu vào từ A9. Vấn đề ở đây đúng là nhà nước lấy tiền thuế từ A1 hoàn cho A10 đúng không? Nhưng khổ nỗi trên thực tế thì nhà nước không thu thuế được của A1, thằng A1 nó nợ và nó xây thuế A1 đúng không? Thế thì ra lấy một cưỡng chế thằng A1, còn riêng thằng A10 đầy đủ hồ sơ là phải hoàn thuế cho nó. Theo cái chuỗi đấy nó đúng ra là nhà nước thu thuế từ A1 và hoàn thuế cho A10. Nhưng như anh nói đâu, khổ nỗi là thằng A1 là nó xây và nó nợ thuế, nhà nước không thu được một đồng nào của thằng A1 hết. A10 có đủ điều kiện là hoàn thuế thôi. Và cứ như vậy là cái thằng giám đốc nó đứng nó giật giật dây bên ngoài đâu mà nó lấy tiền thuế của nhà nước. Và cả một cái quá trình rất là dài đúng không? Cả một cái thời gian nó rất là dài như vậy. Nó là một quá trình rất là dài mà nhà nước không thể quản lý nổi. Phản cái gì thằng A1 đúng không? Thằng A1 đấy thích thì cưỡng chế nó mà, anh bảo rồi đúng, thích thì cưỡng chế đúng không? Cái thằng khổ nói là cái thằng đứng nó giật dây nó thuê cái thằng giám đốc A1 đó, nó thuê với ông nông dân làm giám đốc của A1 cái gì đâu. Thuê một ông nông dân là đến 10 ông nông dân làm 10 giám đốc cho 10 công ty đúng không? Còn cái thằng mà thực sự đứng ở bên ngoài nó thuê 10 ông làm 10 cái giám đốc và xin thưa là một mớ giám đốc, thích thì bắt đi chứ vấn đề gì đâu, không cho bắt à. Cưỡng chế chứ gì thì ra một cưỡng chế, có cái gì để mà cưỡng chế đâu, tài sản có gì đâu. Nó là cái bất cập trên thực tế mà cái quá trình hoàn thuế đấy nó diễn ra rất rất là lâu nha, rất rất là nhiều thời gian mà những người làm chính sách họ biết đấy là cái kẽ hở mà không làm gì được. Sai công ty nữa, nó phải thành lập nhiều để họ gây khó khăn cho kiểm tra sao hoàn không? Em có đủ nguồn nhân lực để em đi kiểm tra, nó phải là không phải là 10 mà nó phải là vài chục cái. Em lòng vòng em có đủ nhân lực để em kiểm tra hết cái chuỗi luân chuyển hàng hóa của nó không? Khi em kiểm tra sao hoàn đúng không, em kiểm tra đầu vào của A10 A9, A9 sạch sẽ đúng không, em kiểm tra ngược lại về thằng A8, kiểm tra xem thằng A8 đầu vào đầu ra có thằng A9 sạch sẽ không, lại đến thằng A8 em không bao giờ em đủ nhân lực để em làm đến tới thằng A1. Hai thằng này nó dễ dễ bị xích cổ lắm, nó phải gây khó khăn cho kiểm tra sao hoàn, không thể đủ nguồn nhân lực để mà kiểm tra. Và như anh nói ở đây là cái quá trình mua bán tử tế đấy nha, chứ không phải là cái quá trình mua bán hóa đơn đâu, đó là quá trình mua bán hàng hóa chứ không phải là quá trình mua bán hóa đơn. Sau này những người làm chính sách đúng không, họ mới nghĩ ra cái cách bây giờ là phải làm sao để không cho A10 hoàn thuế đâu, thì họ mới nghĩ ra cái cách là chặn đầu vào của thằng A10 lại. A10 muốn hoàn thuế thì lấy thuế từ đâu để hoàn, ông lấy thuế từ A9. Bây giờ phải nghĩ làm sao A9 bán cho A10 không còn thuế nữa, bởi vậy sau này họ mới sinh ra cái nhóm không kê khai. Người làm chính sách họ giải thích là tạo điều kiện giúp đỡ cho người nộp thuế đâu, trước đây đã nộp thuế 5% thì bây giờ cho về không kê khai, hoàn toàn hợp lý cho người nộp thuế đúng không? Giải thích về chính sách, về mặt chính sách đâu,
tạo điều kiện giúp đỡ người nộp thuế đưa cái nhóm sản phẩm này từ 5% về không kê khai để tạo điều kiện giúp đỡ cho người nộp thuế. Đấy là cái mồm người làm chính sách họ nói như vậy. Nhưng thực ra là họ không quản được cái chỗ hoàn thuế này nên họ nghĩ ra cách để họ cấm đoán. Bởi vậy, cho đến ngày 1 tháng 3 2012 thì cái cụm từ không kê khai nó ra đời. Dân miền Nam sau này khóc ròng đúng không? Muốn hoàn cũng không được, còn trước đây nó hoàn đảm bảo lắm, nó ăn tiền thuế nhiều lắm. Tại sao cái nhóm còn lại là vẫn để 5% mà không để là không kê khai luôn, mà người có biết không? Cái lý do tại sao lại cái nhóm còn lại để 5% mà họ không đưa về không kê khai không? Bán cho hộ, người tiêu dùng, đơn vị hành chính sự nghiệp luôn. Bởi vì những cái nhóm này không bao giờ làm hoàn thuế được, muốn hoàn thuế thì phải là doanh nghiệp khấu trừ. Cái nhóm còn lại, cái nhóm hộ, các nhóm người tiêu dùng đấy, họ không bao giờ họ làm hoàn thuế được, nhưng vẫn cần khổ thu thuế 5%. Mọi người có hiểu ý anh chỗ này không? Đấy là cái lưỡi của người làm chính sách, cái miệng của người làm chính sách đúng không? Họ nói là họ tạo điều kiện giúp đỡ cho người nộp thuế, nhưng họ vẫn cái thằng còn lại vẫn đến 5% trả chẳng tạo điều kiện giúp đỡ gì cả. Bởi vì cái ông còn lại đây, cái nhóm còn lại họ không làm hoàn thuế được thì không sợ đâu, cứ chặn cổ mà thu thôi, còn chỉ sợ mấy ông hoàn thuế thôi, chứ mấy ông còn lại mà làm hoàn thuế được thì cũng xin thưa là cũng chặn cổ mất rồi. Alo, đã hiểu tại sao lại có cái nhóm không kê khai, cũng cụm từ không kê khai có nhóm 5% chưa? Chung quy lại là người không hoàn thuế đâu, muốn hoàn thuế thì nó phải là doanh nghiệp, điều kiện đã hoàn thuế. Nguyễn Phương Thảo, điều kiện để em hoàn thuế em phải là doanh nghiệp, em phải kê khai theo phương pháp khấu trừ. Chung quy lại là nó đưa về nhóm hàng nông sản đúng không? Mà trên thực tế là chủ yếu là mặt hàng lúa gạo, hàng nông sản của người miền Nam, mà thị trường là đặc biệt là thị trường lúa gạo của người miền Nam. Nói vì sao không hoàn thuế được đúng không? Điều kiện để được hoàn thuế thì nó phải là doanh nghiệp kê khai phương pháp khấu trừ, là cái đã là doanh nghiệp và phải kê khai phương pháp khấu trừ. Còn cái nhóm hộ đấy, xin thưa là không làm hoàn được thì cái trận cổ mà thu 5%, không tranh chủ mà thu 5%, chả có vấn đề gì cả. Còn mẹ bọn này muốn kiện kiện cái khoai. Trước hết là mọi người đã hiểu tại sao nó sinh ra cái nhóm không kê khai, tại sao nó sinh ra nhóm 5% chưa? Anh dạ, cho em hỏi một xíu ạ. Đó là khi mà mình bán cho doanh nghiệp ý, thì ví dụ là lúa gạo á, mình bán cho doanh nghiệp thì đó là doanh nghiệp thương mại lúa gạo hay là tất cả các doanh nghiệp đều không phải kê khai ạ? À? Ví dụ giống Em bán cho doanh nghiệp nào nó cũng là không kê khai em. bán cho Còn tất bên cả. kia nó mua để làm gì kệ nó, cái bên kia nó mua làm gì, mục đích mua làm gì của nó kệ nó. Dạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Trong luật của mọi người nó cái dòng thứ ở cái ý thứ hai ở luật của mọi người nó có nói này. Mọi người nhìn xuống là doanh nghiệp hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt chấm 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 bán cho doanh nghiệp hợp tác xã khác thì không kê khai tính nộp thuế nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cái chữ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đấy nó không phải là cái sản phẩm nông nghiệp đấy đúng không? Bởi vì không, nó không phải là bản thân cái sản phẩm nông nghiệp đấy, mọi người nhớ cho anh nha. Bán cho doanh nghiệp hợp tác xã khác nó là không phải kê khai tính nộp thuế nhưng đầu vào được khấu trừ toàn bộ. Đầu vào được khấu trừ toàn bộ ở đây nó không phải là bản thân cái sản phẩm nông nghiệp đấy đâu nha. Cái đầu vào đấy nó không phải là bản thân cái sản phẩm nông nghiệp đúng không? Như anh giải thích ban nãy là họ đã xóa cái đầu vào là sản phẩm nông nghiệp rồi đúng không? Mà cái đầu vào được khấu trừ ở đây là những cái chi phí liên quan như chi phí tiếp khách, chi phí vận chuyển, chi phí quản lý.
viễn thông chẳng hạn, điện điện nước. Mọi người có hiểu ý anh chỗ này không? Alo. Nó nói là đầu vào được khấu trừ toàn bộ đúng không? Đầu vào được khấu trừ toàn bộ ở đây không phải là bản thân cái sản phẩm nông nghiệp đấy đúng không? Vì như anh giải thích, cái sản phẩm nông nghiệp đấy họ đã đưa về không kê khai, nghĩa là không có thuế đầu vào ở đây rồi. Đầu vào được khấu trừ ở đây là những cái đầu vào liên quan, ví dụ như là chi phí tiếp khách, chi phí điện nước hay là chi phí viễn thông. Mà mấy cái chi phí này thì ăn được mấy đồng, mấy đồng đâu để mà hoàn. Mấy cái chi phí này một tháng giỏi lắm đến 10 triệu bạc là hết rồi đúng không? Tháng giỏi lắm đến 10 triệu bạc hoàn cái gì ở đây nữa đúng không? Mấy cái chi phí linh tinh này đúng không? Nó đâu có được nhiều đâu, đâu được nhiều được thuế đâu. Nhớ nha. Ban nãy anh có xem mấy bạn giải bài tập đúng không, thì khi mà liên quan đến cái nhóm sản phẩm này họ đều cho cái phần đầu vào là 5%, họ kê khai thẳng cái nhóm sản phẩm nông nghiệp để họ tính đầu vào là 5%, không có đâu. Doanh nghiệp bán cho doanh nghiệp thì đầu vào là nó đã là không kê khai thì nó sẽ không có đầu vào là cái sản phẩm nông nghiệp đấy, mà đầu vào được khấu trừ ở đây nó chỉ là những cái chi phí vận chuyển liên quan thôi, chi phí tiếp khách hay là chi phí viễn thông, điện nước linh tinh, những cái chi phí đấy nó rất là ít, không bỏ công đi làm hoàn hoàn đúng không? Nên mọi người nhớ nhé, sản phẩm khi mọi người gặp cái nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường, nhóm sản phẩm này nó là chịu không chịu thuế khi nào? Nó chỉ là đối tượng không chịu thuế ở hai khâu. Thứ nhất là tự sản xuất, đánh bắt, bán ra. Thứ hai là khâu nhập khẩu. Còn nếu gặp cái nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại ở đây là mua đi rồi bán lại. Nếu gặp nhóm sản phẩm này ở khâu kinh doanh thương mại thì cái dữ kiện đầu tiên mà mọi người cần phải quan tâm đấy là phương pháp kê khai của nó là gì. Nếu họ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trong cơ sở kinh doanh thương mại đấy mà kê khai theo phương pháp trực tiếp thì họ sẽ phải nộp thuế 1% trên doanh thu. Còn nếu họ mà kê khai theo phương pháp khấu trừ thì lại xét tiếp họ bán cho ai. Nếu bán cho doanh nghiệp, bán cho hợp tác xã khác thì là không kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng. Còn nếu bán cho cái nhóm còn lại như bán cho hộ kinh doanh cá thể, bán cho người tiêu dùng, bán cho đơn vị hành chính sự nghiệp thì nhóm sản phẩm này sẽ chịu thuế suất 5%. Đối với cái nhóm không kê khai tính nộp thuế, đầu ra là không kê khai tính nộp thuế, đầu vào được khấu trừ toàn bộ, thì cái đầu vào được khấu trừ toàn bộ ở đây không phải là bản thân cái sản phẩm nông nghiệp đấy, mà đầu vào được khấu trừ toàn bộ ở đây là những cái chi phí liên quan, ví dụ như là chi phí vận chuyển, chi phí tiếp khách, điện nước, vân vân. Ok, cái nhóm một này cho anh chưa? Alo. Cái nhóm sản phẩm trồng trọt này mọi người ok cho anh chưa? Nhớ nha, lúc thì nó là không chịu thuế đâu, lúc nó là 5%, lúc nó là không kê khai, lúc đó là 1% trên doanh thu. Cùng là một sản phẩm đúng không? Nhưng nó rơi vào bốn trường hợp cơ. Nó có thể là không chịu thuế, có thể là 5%, có thể là không kê khai hoặc có thể là 1% trên doanh thu. Đúng không bạn Lê? Anh Lê, lâu lâu có theo được không? Không, học học mấy đời rồi bây giờ em không theo được nhóm, không theo được bây giờ anh chuyện đi đâu bây giờ đau đầu anh. Xong nhóm thứ nhất nha. Nhóm thứ nhất này có ai cần thắc mắc gì không?
Kiểu gì chả lúc làm bài tập chả chết. Nói như vậy thôi đúng không? Mai hỏi lại bắt đầu như là chưa từng nghe. Ok cái nhóm thứ nhất này chưa? Ok nha. Nhóm khó nhất đúng không? Theo anh đấy là nhóm khó nhất và nhóm mọi người hay bị sai nhất. Nhóm thứ nhất là nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản nuôi trồng đánh bắt chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường còn nhận dạng cái gì nữa. Nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi đúng không? Khi nào nó là sản phẩm của trồng trọt chăn nuôi thì bây giờ còn đòi cái gì ở đây, em còn đòi cái từ khóa nào nữa. Tiếp theo của mọi người ở nhóm sang nhóm thứ hai đúng không? Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, cây giống, con giống, phôi tinh dịch, vật liệu di truyền. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, cây giống, con giống, phôi tinh dịch, vật liệu di truyền. Là đối tượng không chịu thuế. Khi mà luật nó không nêu là không chịu thuế khi nào, nghĩa là tất cả các khâu nó đều là không chịu thuế. Mọi người nhớ nhá, khi mà luật nó không nêu, ví dụ như nhóm một đúng không, luật nó nêu rất là rõ không chịu thuế ở hai khâu tự sản xuất đánh bắt bán ra hoặc là khâu nhập khẩu. Còn nhóm thứ hai luật không đề cập là khâu nào, nghĩa là tất cả các khâu đều là không chịu thuế, tự làm ra, tự sản xuất, bán ra cũng là không chịu thuế, nhập khẩu cũng là không chịu thuế, mà kinh doanh thương mại cũng là không chịu thuế. Anh nhập khẩu giống về thì nó là đối tượng không chịu thuế đâu. Anh kinh doanh thương mại giống cũng là không chịu thuế, mà anh sản xuất giống cũng là không chịu thuế. Trên thực tế đúng không? Kinh doanh giống là kinh doanh có điều kiện, mọi người phải thỏa mãn những điều kiện về kinh doanh giống thì đấy mới là kinh doanh giống nha, chứ không phải là cứ thích là treo biển kinh doanh giống đâu nha. Anh nói lại nhóm thứ hai đúng không? Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, cây giống, con giống, phôi tinh dịch, vật liệu di truyền. Nó sẽ là đối tượng không chịu thuế. Và nguyên tắc của một nhóm đối tượng không chịu thuế, nếu nó là không chịu thuế, luật nếu nó chỉ nói là luật theo luật đúng không, là không chịu thuế, thì tất cả các khâu đều là không chịu thuế. Nhập khẩu không chịu thuế, kinh doanh thương mại cũng không chịu thuế, tự sản xuất bán ra cũng là không chịu thuế. Đấy là nguyên tắc của nó đâu. Trừ khi nó là không chịu thuế ở một hoặc một số khâu nào đó như nhóm thứ nhất đâu, nó chỉ là đối tượng không chịu thuế ở hai khâu thôi. Tự sản xuất đánh bắt bán ra hoặc là nhập khẩu. Mọi người nhớ nhá. Sang nhóm thứ hai đúng không? Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, cây giống, con giống ấy. Nó là không chịu thuế và luật không nêu không chịu thuế ở khâu nào thì nghĩa là tất cả các khâu đều là không chịu thuế. Từ sản xuất đánh bắt bán ra cũng từ sản xuất bán ra cũng là không chịu thuế đúng không? Nhập khẩu cũng là không chịu thuế. Hay là kinh doanh thương mại cũng là không chịu thuế. Nhóm thứ hai thì đứng ở góc độ bài tập, mọi người chỉ cần nhớ giống là đối tượng không chịu thuế là xong. Ok nhóm thứ hai cho anh chưa? Quá dễ luôn đúng không? Nhóm thứ hai nó sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, cây giống, con giống là đối tượng không chịu thuế.
Và một khi luật đã nói là không chịu thuế mà không nêu rõ khâu nào, nghĩa là tất cả các khâu đều là không chịu thuế. Từ sản xuất đấy, từ sản xuất ra cũng là không chịu thuế luôn, nhập khẩu cũng là không chịu thuế, mà kinh doanh thương mại cũng là không chịu thuế. Dễ không? Quá dễ luôn đúng không? Sang nhóm thứ ba cũng là một trong những nhóm mà bài tập tương đối là hay có. Ý đầu tiên ở nhóm thứ ba là tưới tiêu nước, cày bừa đất, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế. Tưới tiêu nước, cày bừa đất, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế. Cày bừa đất, nạo vét kênh mương ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp là đối tượng chịu thuế suất 5%. Nội đồng thì là không chịu thuế, còn ao hồ là 5%, nhớ cho anh nha. Cái này thì chỉ phục vụ lý thuyết thôi. Dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế. Dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế. Nhưng dịch vụ bảo quản, dịch vụ sơ chế sản phẩm nông nghiệp là đối tượng chịu thuế suất 5%. Nhớ nha, dịch vụ thu hoạch thì là đối tượng không chịu thuế. Nhưng dịch vụ bảo quản, dịch vụ sơ chế sản phẩm nông nghiệp là 5%. Anh đang lồng cả cái phần 5% và cái phần không chịu thuế cho mọi người có cái so sánh cho nó dễ đấy. Nhớ nha, không nó cho một mớ dịch vụ rồi không biết cái nào là không chịu thuế, cái nào là 5%, cứ thấy nông nghiệp một cái lại. Cho 5% luôn. Nạo vét kênh mương nội đồng, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp nó là không chịu thuế. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp nó là không chịu thuế. Nhưng nạo vét kênh mương ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp nó là 5%. Tiếp theo có mọi người ở cái nhóm thứ ba, dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đúng không? Nó mới là không chịu thuế. Còn dịch vụ bảo quản, dịch vụ sơ chế sản phẩm nông nghiệp nó là 5%, chứ không phải cứ thấy dịch vụ nông nghiệp là không chịu thuế đâu. Cái này khi đưa mấy cái nhóm dịch vụ này vào bài tập rất dễ là sai, đặc biệt là trắc nghiệm. Tiếp theo của mọi người là phân bón và thức ăn gia súc. Phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. Anh quen đầu là thức ăn gia súc đâu, nhưng cái cụm từ chuẩn của nó là thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. Hôm anh có gặp hôm trước là đứa nào nhỉ? Nó là làm thức ăn cho cá, nó không phải là thức ăn gia súc, nó cho là đối tượng chịu thuế. Thật lớn. Nó giải thích với anh là nó bảo là thức ăn cho cá, thức ăn không phải là thức ăn cho gia súc nên nó không là đối tượng chịu thuế đâu. Anh hay đọc là thức ăn gia súc nhưng cụm từ chuẩn đúng không? Là thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. Trước trước mùng 1 tháng 1 2015 thì phân bón và thức ăn gia súc
là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Trước mùng 1 tháng 1 2015 thì phân bón là đối phân bón và thức ăn gia súc đâu là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng từ mùng 1 tháng 1 2015 trở về đây thì phân bón và thức ăn gia súc à, trước mùng 1 tháng 1 2015 phân bón và thức ăn gia súc là đối tượng chịu 5%, xin lỗi mọi người nhé. Trước mùng 1 tháng 1 2015 đâu thì phân bón và thức ăn gia súc là đối tượng chịu thuế suất 5%. Nhưng từ mùng 1 tháng 1 2015 trở về đây thì phân bón và thức ăn gia súc là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Xin cái nhóm phân bón thì anh vẫn nghĩ trong một tương lai gần họ sẽ đưa cái nhóm này về nhóm 5%. Bởi vì cái quặng đầu vào để sản xuất phân bón ấy, quặng để sản xuất phân bón là đối tượng chịu thuế suất 5%, đầu vào để sản xuất phân bón là đối tượng chịu thuế suất 5%, nhưng đầu ra của nó là không chịu thuế. Đầu vào không cho khấu trừ nghĩa là phải tính vào giá thành. Giá thành tăng đồng nghĩa với giá bán sẽ tăng lên, đúng không? Quặng để sản xuất phân bón chịu thuế suất 5%. Phân bón là đầu ra là không chịu thuế đâu. Thì cái phần đầu vào của quặng sẽ không được khấu trừ và nó sẽ phải tính vào giá thành của sản phẩm. Giá thành tăng đồng nghĩa với giá bán nó sẽ tăng lên. Khi mà đưa cái nhóm phân bón về không chịu thuế, người làm chính sách họ nói là tạo điều kiện giúp đỡ cho người nông dân luôn. Trước đây nó là 5% thì bây giờ đưa về không chịu thuế. Nhưng phía sau của nó, đưa nó về không chịu thuế thì giá bán nó lại làm đội giá thành lên thì giá bán lại tăng lên, nên cũng không biết là có giúp đỡ hay không giúp đỡ người nộp thuế. Mà cái này thì hiệp hội phân bón họ phản phản đối cái điều này rất là nhiều. Riêng cái bên mà hiệp hội về trồng trọt với các thứ ấy là họ đấu đá với Bộ Tài chính với Tổng cục Thuế rất là nhiều về vấn đề này. Ở đây nếu ai mấy mọi người có thể lên mạng mọi người gõ về phân bón không chịu thuế đâu với phân bón chịu thuế là nó ra một loạt các những cái bài báo ấy, hay các bài tranh luận. Quan điểm cá nhân của anh thì trong một tương lai gần họ vẫn sẽ phải đưa cái nhóm phân bón về nhóm 5% là hợp lý hơn. Đầu vào cho 5% đúng không? Đầu ra cho 5% là hợp lý. Nhưng tại thời điểm hiện tại của mọi người đâu thì cái phân bón và thức ăn gia súc nó vẫn là không chịu thuế. Nhớ nha. Còn nếu mọi người gặp cái phân bón và thức ăn gia súc là 5%, nghĩa là cái nó đang đề cập tới cái giai đoạn trước năm 2015. Ở những cái bài tập hay là những cái câu trắc nghiệm mọi người có tham khảo ở trên mạng, nếu mọi người gặp cái nhóm này đang để ở 5%, nghĩa là cái câu hỏi đấy nó sinh ra trước năm 2015. Hay cái bài tập đấy nó đang ra trước năm 2015. Còn từ mùng 1 tháng 1 2015 bắt đầu theo cái thông tư 26/2015 thì cái nhóm này nó đưa về không chịu thuế hết. Nhớ nha, đấy là nói về phân bón và thức ăn gia súc ở nhóm thứ ba đâu. Tiếp theo ở nhóm thứ ba là máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nó là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Thì cái nhóm máy móc thiết bị này trước đây nó cũng là 5%, cũng từ mùng 1 tháng 1 2015 theo thông tư 26 thì họ đưa cái nhóm máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là đối tượng không chịu thuế. Nếu đề nó nói máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp thì dễ cho mọi người đúng không? Nhưng cái khó ở đây khi nó đưa ra một cái máy tự mọi người phải quy nó về máy nông nghiệp thì khó hơn đúng không? Cái dạng này đặc biệt hay xuất hiện trong đề của đại lý thuế. Ở đây có mấy người thi đại lý thuế, học đại lý thuế với anh chị biết đúng không?
bên công chức thì anh không nghĩ là nó ra mức mức độ đấy đâu. Khi họ đưa cho mọi người một cái loại máy và tự mọi người phải xếp được cái máy đấy là cái máy nông nghiệp thì nó khó, nó sẽ khó hơn đúng không? Khi mọi người kinh nghiệm ở đây để xếp được một cái máy là cái máy nông nghiệp đúng không, thì mọi người phải gắn được cái máy móc thiết bị đấy với một cái quá trình sản xuất nào đó của nông nghiệp, hay là gắn được cái máy móc thiết bị đấy với một cái sản phẩm nào đó của nông nghiệp thì mọi người mới được quy nó là máy nông nghiệp. Ví dụ như nó phục vụ cho một sản xuất nông nghiệp đâu, hay là ví dụ như là nó gắn với dùng với gắn với chế biến một sản phẩm nào đó của nông nghiệp thì đấy mới là máy nông nghiệp. Máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mọi người nhớ nhé. Ví dụ như là cái máy sấy cà phê chẳng hạn, máy sấy cà phê đâu, nó là cái máy gắn với quá trình sao chế cà phê đâu, nên nó là máy nông nghiệp. Máy cày, máy bừa, nó phục vụ sản xuất nông nghiệp, nó là máy nông nghiệp. Anh thì anh không đi chi tiết với mọi người ở cái nhóm máy này, nhưng cái kinh nghiệm như anh nói đâu là mọi người phải gắn được. Một khi mọi người nói nó là máy nông nghiệp thì mọi người ít nhất mọi người cũng phải chỉ được à, nó phục vụ cho cái quá trình sản xuất nào đó của nông nghiệp, hay là nó gắn với một cái sản phẩm nào đó của nông nghiệp. Ví dụ như máy vắt sữa bò, máy phun thuốc trừ sâu đúng không? Máy cày, máy bừa, máy sấy nông sản, tất cả những cái đấy đâu. Trong thông tư nếu mọi người muốn đọc thì mọi người có thể tham khảo trong thông tư một số loại máy, chỉ cần vậy thôi đúng không? Đề của công chức cho anh vẫn nghĩ không tới cái mức độ đấy, nhưng vẫn nói cho mọi người biết thôi. Máy trong thông tư là ok à? Mọi người tham khảo, mọi người đọc các loại máy trong thông tư là ok à? Như vậy ở nhóm thứ ba đúng không? Cái đầu tiên là cày bừa đất, nạo vét kênh mương nội đồng, dịch vụ thu hoạch. Cái thứ hai là phân bón và thức ăn gia súc. Cái thứ ba là máy móc thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp. Cái thứ tư là tàu đánh bắt xa bờ công suất từ 90 cv trở lên đâu. Cái tàu đánh bắt xa bờ thì mọi người xem thôi, xem qua luật tới nó không có trong bài tập đâu. Như vậy nhóm thứ hai và nhóm thứ ba mọi người có vấn đề gì không? Alo, alo, ở nhóm thứ hai và nhóm thứ ba có vấn đề gì không? Để em có thuộc luôn không? Thuộc luật chữ Hoài. Hoài thuộc chưa? Đã đi ngủ rồi đấy. Kênh mương nội đồng đúng không? Em có bao giờ thấy đồng ruộng chưa, Phương Thảo? Em muốn hiểu thế nào là kênh mương nội đồng thì em phải ít nhất em phải nhìn thấy cái hệ thống đồng ruộng. Quanh một hệ thống đồng ruộng nó luôn có một hệ thống mương bao bọc cái đồng ruộng đấy. Phương Thảo ấy, nó sẽ có một cái hệ ở mỗi một đồng ruộng, nó sẽ có một cái hệ thống mương máng bao quanh cái đồng ruộng đấy, từ để phục vụ tưới tiêu cho cái đồng ruộng đấy, thì đấy là cái kênh mương nội đồng. Nào chạy ra đồng chụp cái ảnh xem nó có thấy cái mương hay không. Mà bây giờ đồng ruộng bây giờ sắp hết rồi, bây giờ nó săn bán hết rồi, còn đâu đồng ruộng nữa đâu. Đúng rồi, kênh cây vốn là đồng nội đồng đúng không? Còn cũng muốn biết cái nội đồng như thế nào đâu, mọi người phải nhìn thấy đồng ruộng cơ. Còn chưa thấy đồng ruộng thì hơi khó, anh hơi khó trả lời cho mọi người không? Dân thành phố thì hơi đau đầu một chút khi mọi người nói đồng ruộng.
Đấy là nhóm thứ ba đúng không? Nhóm thứ tư, muối là đối tượng không chịu thuế. Thông thường những cái gắn với biển nó cũng sẽ là không chịu thuế thôi. Muối là không chịu thuế. Còn đường là đối tượng chịu thuế suất 5%, mọi người nhớ cho anh nha. Muối là không chịu thuế, nhưng đường là 5%. Muối nó sẽ gắn với biển, nó là không chịu thuế, còn đường là mặt hàng, những mặt hàng thiết yếu đó, nó là 5%. Nhóm 5% là nhóm những mặt hàng thiết, gọi nó theo nó xếp gọi từ thiết yếu. Thì đường nó là 5%. Đừng bao giờ thấy muối là không chịu thuế rồi suy ra đường cũng là không chịu thuế. Một trong những suy luận mà sau này anh học sinh của anh nó ngộ ra, nó về nó bảo anh: em thấy em nhớ muối là không chịu thuế, suy ra đường cũng là không chịu thuế. Thật là kinh điển. Đấy là bài thi đàng hoàng đấy nha, bài thi bên đại lý thuế đấy, học sinh của anh nó về nó nói anh như vậy đấy. Nó bảo em chắc chắn là muối là không chịu thuế nên em suy ra đường cũng là không chịu thuế. Mà trong khi ở cái phần đối tượng không chịu thuế, anh nói muối là không chịu thuế, đường là 5%. Sau này ở phần 5% anh nói đường là 5%, muối là không chịu thuế, ít nhất nó phải nghe hai lần. Thiếu đường không chết đâu, muối thì chết nhưng thiếu đường thì nên nói với mọi người một chút đúng không? Ở đây anh lồng cái 5% vào để cho mọi người có cái mọi người so sánh, sau này học 5% nó dễ cho mọi người. Thì như anh nói ở nhóm thứ tư đúng không? Muối là không chịu thuế, còn đường là 5%. Suy luận cũng có cái để mà suy luận chứ không phải là suy luận bừa bãi đâu. Mà như anh nói cái nó cái đứa nó suy luận muối là không chịu thuế dẫn đến đường cũng là không chịu thuế. Nó còn cài cả ở thông tư cơ. Thì đấy là nhóm thứ tư đúng không? Nhóm thứ tư tương đối là dễ à. Muối mặn nhưng muối là không chịu thuế là đường ngọt chứ đường 5%. Giọng anh ngọt hay mặn? Lúc nào ăn chửi thì mới bên cha điện chuối luôn. Hôm qua anh chửi cho bên cái đứa bên đại lý thuế mà nó xong ngơ người nói một lúc sau nó không dám bật mic lên nó nói chuyện với anh. Anh dồn thì có một lúc là... ăn chửi là chưa tỉnh ngộ chứ đừng có nói là định. Đội cũ thì nó không sao, đội cũ nó nghe quen rồi nó không sao rồi. Thế thôi đúng không? Hôm nay cũng là hôm khởi động đầu tiên với một cơ số người đúng không? Hôm nay là buổi học đầu tiên của mọi người. Cũng là cái hôm đầu tiên mọi người làm quen với cách học qua Skype. Thì cũng là hôm đầu tiên đúng không? Vì hôm nay đường truyền hôm nay là do mạng hiện nay mấy hôm nay mạng nó đang cụ chuối một chút nên là nó hơi bị giật dẹo với mọi người. Mọi người học như thế này mọi người có nghe được không? Alo. Học như thế này mọi người thấy có theo được không? Mọi người chỉ được đăng nhập học trên điện thoại hoặc trên máy tính thôi chứ mọi người không được đăng nhập cả hai đâu. Hoặc là mọi người đăng nhập trên điện thoại hoặc là đăng nhập trên máy tính chứ không được đăng nhập cả hai à? Không bao giờ được hỏi anh dạy như thế nào nha, đừng bao giờ hỏi đẩy nhanh một chút nha. Đừng bao giờ hỏi anh là đẩy nhanh một chút. Trước hết nói về dạy như thế nào đừng bao giờ can thiệp.
Anh là quán trưởng rất là rõ nha, riêng cái chuyện là anh dạy như thế nào và tốc độ như thế nào đừng bao giờ bảo anh sẵn sàng, anh có thể dạy mọi người 25 nhóm, anh chỉ cần tua không đầy 1 tiếng đồng hồ là xong rồi. Nhưng ở đây thứ nhất là lần đầu tiên mọi người làm quen, thứ hai là nó sẽ có người nhanh người chậm. Không phải điểm xuất phát của mỗi người nó là khác nhau. Nên đừng bao giờ can thiệp cái chuyện anh dạy nhanh hay dạy chậm. Bởi vì dạy nhanh nó không có tác dụng gì ở đây cả. Trong vòng 1 tiếng của mọi người 25 nhóm anh dùng không hết 1 tiếng anh có thể tua hết sạch à? Đây là anh chắc chắn rồi. Nhưng tua như vậy để được cái gì? Cái quan trọng nhất là để được cái gì ở đây? Cái mục tiêu của mọi người là học để thi, chứ không phải là học để lấy số lượng. Nếu tháng sau nó thi thì phải học khác. Còn xin thưa là 6 tháng sau nó thi là phải học kiểu khác. Và như anh nói, ở đây nó có người nhanh người chậm. Điểm xuất phát của mỗi người là khác nhau, có người bắt nhanh, có người bắt chậm. Anh không thể chạy theo những người học top trên được. Nhớ nha, ở đây anh không bao giờ chạy theo người học top trên. Mọi người chỉ được quyền hoặc là theo anh hoặc là không theo. Mọi người có thể hôm nay sau hôm nay mọi người có hoàn toàn có quyền xin nghỉ à? Không có vấn đề gì cả. Bởi vì như anh nói đó, hôm nay là hôm đầu tiên chúng ta làm việc với nhau. Anh đảm bảo với mọi người rồi, trong vòng 1 tiếng anh đảm bảo với mọi người 25 nhóm anh tua không đầy 1 tiếng đâu. Nếu anh tua không đầy 1 tiếng đâu, cái khổ nỗi của anh như anh nói luôn, ở đây nó có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là học lấy số lượng để làm gì? Nếu tháng sau mọi người thi thì mọi người sẽ phải học khác, còn 6 tháng sau mọi người thi thì mọi người phải học khác. Anh đảm bảo với mọi người là có những hôm thậm chí là chỉ có ngồi trong gió không chả học một chữ nào ấy. Ở đây những người cũ của anh thì nó biết rồi, đâu ngồi trong gió không à. Học với anh mà không trong gió thì còn lâu mới học nổi, không quen mà không học được đâu. Cái đấy là cái chắc chắn thôi. Không phải tự dưng mà rất là nhiều người người ta thích học đúng không? Vì ở đây có những cái người họ bắt rất là chậm, thậm chí không phải là nói một lượt mà nói vài lượt nó còn chưa hiểu rồi. Mọi người vẫn phải ngồi nghe theo nó cơ. Anh đảm bảo với mọi người sau này khi chữa bài tập có những đứa ấy, nói vài lượt nó còn vẫn còn không hiểu đấy này. Mọi người cả nhóm vẫn phải ngồi nghe theo đấy. Cái này sau này mọi người cũng phải chấp nhận đi. Và anh chắc chắn là nó sẽ có tình trạng đấy. Một vấn đề với người này nó rất là dễ, nhưng với người khác nói tiếp 3 4 lượt nó vẫn không hiểu à. Đó là sự thật đúng không? Anh dạy rất là nhiều, nó không phải là mình bên công chức nhưng bên đại lý thuế, cái đấy sau này anh ngộ ra và thực sự là anh rất là điên máu luôn, nhưng vẫn phải nói lại à. Hôm qua bên đại lý thuế nó anh chửi bạn đó, là chửi là chuyện của anh còn học là chuyện của bạn đó đâu. Nó không hiểu thì bị ăn chửi thôi. Chửi là vẫn phải chửi đúng không? Nhưng mà mình nói là mình vẫn phải nói. Mặc dù là mình nói lại nó rất là ức chế mình, nhưng vẫn phải nói cho nó bằng hiểu thì thôi chứ. Còn vẫn cứ chửi đó, vẫn cứ chửi chứ. Mình được quyền mà. Chung quy là anh chỉ khuyên cáo dùng lá thôi, anh lần nói rồi anh chỉ khuyên cáo dùng lá chứ anh không có khuyên cáo dùng điện thoại đâu.
Điện thoại nó sẽ cơ động cho mọi người là mọi người ngồi chỗ đâu mọi người cũng nghe được. Thì nó cũng nên nói đâu, hôm nay là hôm đầu tiên đâu, ở đây một số người hôm nay là hôm đầu